trên này 3-470 ngàn thì mày lấy mày sang tiền đâu ra để đây 40-50 đô mà mày lấy mà mày còn chừa ra bằng này đâu. Bị hôm thứ tư tuần trước vào ngân nhỉ? Khi đó nắng có ai nhà hết à hay sao? Không có ai nhà, lúc con bé này đi học về 11 giờ về là là phát hiện ra là mất trộm là chú ở trong vườn. Chú nó kéo bung cái cửa ra. À, nó trộm khoảng bao nhiêu chú? Tổng á? Tổng khoảng cỡ 80 thì 80. 80.